Hôm nay thì bên của anh em lên đường rất nhiều trang thiết bị âm thanh đây các bác, những lô hàng chuẩn bị test để gửi cho anh em đây. Và ngày hôm nay thì có cái mẫu sản phẩm mà anh em đang rất là mong chờ, đây là mẫu quản lý nguồn Debix SVM038 Plus các bác thấy. Hồ Bình Thức đang để chọn bộ ở trên này để em chuẩn bị là test hàng để gửi đi cho anh em khách hàng. Hôm nay thì bùng nổ đơn rồi các bác ạ. Đây, rất nhiều đơn hàng của anh em khách hàng với mẫu sản phẩm Debix SVM038 Plus. Hôm trước em có thông báo về hàng rồi. Các bác biết rằng trên thị trường âm thanh hiện tại những mẫu quản lý nguồn đang cháy hàng, và bên em Thùng cũng rất là may mắn khi bắt đầu về lô hàng mới, đặc biệt là với mẫu quản lý nguồn Debix SVM038 Plus. Và nếu như các anh em đang có nhu cầu với dòng sản phẩm này, cứ liên hệ trực tiếp với em Thùng Audio. Và hôm qua thì em cũng đã thông báo cho anh em về hàng, cũng như là cũng đã hứa với anh em hôm nay sẽ cùng với các anh em kiểm tra chi tiết hơn về mặt nội thất và các tính năng đến từ Debix SVM038 Plus. Và các bác thấy những anh em đặt hàng trước đó hôm nay đặt rất là nhiều đơn, và hôm nay chắc là cũng rất là bận rộn đây. Nhưng em cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả anh em khách hàng đã và đang đăng ký ủng hộ kênh Tùng Audio, cũng như là đã mua và sử dụng các trang thiết bị âm thanh bên cả anh em. Đây là Debix SVM038 Plus phiên bản quản lý nguồn có lọc nguồn. Và giá thành thì nhắc lại cho anh em, hiện tại đầu năm mới thì các bác biết rằng là tất cả trang thiết bị âm thanh đều lên giá, không chỉ riêng cửa hàng nhà em, tất cả cửa hàng đều như vậy rồi. Bên em đi nhập về thì giá ở bên nhà phân phối họ cũng đã đẩy lên, bởi vì cũng theo thị trường thôi. Hiện tại thì tất cả trang bị âm thanh dường như là bị cháy hàng, và bên em thì nhập về với số lượng lớn mà cũng phải chịu một chút tí phí nữa, và cũng như là giá thành nó cũng rất là cao. Hiện tại thì em vẫn sẽ để mức giá là 1.100.000 đồng, đấy là mức giá khuyến mại sàn và thấp nhất bên cửa hàng Tùng Audio rồi. Các anh em đi ra ngoài thị trường mua thì ít nhất anh em phải bỏ ra tí, nếu như anh em mua được cái cửa hàng mà đúng phiên bản mẫu mã có lọc nguồn thì ít nhất anh em bỏ ra 1.300.000 đến 1.400.000 đồng để anh em sở hữu mẫu quản lý nguồn. Và đây lại là mẫu quản lý nguồn của Debix nữa. Các bác biết rằng là một trong những phiên bản mà rất là bền bỉ, sử dụng lâu dài, an toàn cho anh em sự kiện này, gia đình, phòng trà đều chưa hết. Và đây các bác xem về mặt hình thức, hiện tại thì cái mẫu này không có bản màu trắng. Nhiều anh em họ em có bản màu trắng hay không của Debix thì hiện tại chưa có bản màu trắng ạ. Và là phiên bản có rất nhiều tính năng đặc biệt cho anh em thao tác đơn giản. Nếu như các anh em muốn sử dụng bật tắt tự động thì các bác hãy nhấn cho em nút FWK. Hôm nay thì cùng anh em test luôn các cái tính năng này. Các anh em khi mà chúng ta sử dụng về, chúng ta biết cách sử dụng làm sao cho nó hợp lý cho dàn máy âm thanh gia đình, biết cách bật tắt đơn giản. Nhấn FWK một lần nữa, cái quạt chế độ tự động này 1/8, đấy, đèn chuyển ký hiệu màu xanh, tức là đã có chặn hàng cấp điện rồi. Các lưu ý nhé, khi chúng ta có quản lý nguồn hãy nhớ là cắm cho em các cái đường cổng tín hiệu đầu vào trước, tức là chúng ta sẽ cắm mic vang lên tiếng học gì vân vân, cuối cùng là mic công suất cũng đẩy. Và cứ nhớ cho em là các cái quy trình cắm như vậy để khi mà chúng ta thao tác theo chế độ tự động sẽ bật theo quy trình đúng, không bị kêu sụt vào loa. Và thứ hai nữa, nếu như anh em không muốn bật tắt theo chế độ từng tự động thì chúng ta có thể thao tác theo chế độ từng cổng, tức là các bác cứ nhấn trực tiếp vào các nút mềm trên này. Muốn bật cổng nào tắt cổng nào các bác cứ thao tác lên này cho em thôi, cũng rất là đơn giản để chúng ta bật theo chế độ từng cộng. Và bên góc tay phải mình đây là cái át chống chập cháy, giống như cái cầu dao tổng vậy. Khi mà phát hiện ra lỗi cháy nhập lỗ thì gác này nó sẽ tự ngắt cầu dao ngay lập tức để đảm bảo an toàn thiết bị điện của anh em, và tránh trường hợp xảy ra cháy chập lỗ rất là đáng tiếc cho dàn máy âm thanh. Nhiều khi mà chúng ta không sử dụng quản lý nguồn thì các bác biết rằng là nếu để mà cháy thiết bị thôi, cháy âm ni, cháy đẩy thôi, thật sự là nó làm ảnh hưởng đến rất nhiều các thiết bị khác, có thể là cháy cả dàn máy. Tết em gặp rất nhiều anh em gặp phải trường hợp là đang chơi trong Tết mà gọi điện bên em khắc phục làm sao là cháy bây giờ là hết cả dàn máy mà không biết làm nào. Thì em cũng đã nhắc cho anh em rồi là khi mà chúng ta mua một dàn máy âm thanh gia đình, chúng ta có một dàn máy âm thanh gia đình đồng bộ rồi, chúng ta lên sở hữu cho mình một con quản lý nguồn, dù đắt hay dù rẻ thì nó cũng sẽ hỗ trợ trong việc là chúng ta bảo vệ cái dàn máy âm thanh đó để tránh trường hợp xấu nhất xảy ra với dàn máy. Nên là khi mà chúng ta đã trang bị cho mình nhiều cái thiết bị âm thanh gia đình thì lên sử dụng một con quản lý nguồn để nó có cái đảm bảo về cái nguồn điện, và thứ hai nữa là nó cũng sẽ hỗ trợ cho việc là chúng ta bật tắt các thiết bị âm thanh nó đơn giản hơn và nó sử dụng lâu dài và bền bỉ hơn. Với Debix SVM038 Plus đây, của anh em kiểm tra nội thất đi. Hôm nay em cũng đã tháo luôn rồi. Về một cái là em chỉ đập được hộp và kiểm tra anh em video trước thôi. Còn video ngày hôm nay thì em đã cho anh em tháo ngay phần nội thất ra để kiểm tra, để anh em yên tâm hơn. Và cũng như là bên nhà em thì chắc chắn là hàng về là phải kiểm tra phần nội thất rồi, để đảm bảo là chắc chắn là hàng vẫn chuẩn như những cái lô hàng đầu bên em đã từng bán cho các anh em khách hàng. Đây là toàn bộ nội thất bên trong, có lọc nguồn, át chống cháy, có nguồn biến áp và dây rắc, dây điện này. Và các bác anh em nhìn thấy chip vi xử lý chưa? Rất là chắc chắn với các anh em khi chúng ta sử dụng cho nguồn điện gia đình, cho sự kiện, cho phòng trà thì chúng ta lên có cho mình một quản lý nguồn. Và Debix thì các bác biết rằng là những em sự kiện thì 10 anh em đến 8 người dùng đến Debix đúng không ạ? Bởi vì nó rất là bền, chúng ta đi chơi sự kiện yên tâm hơn, đảm bảo hơn. Và em nhắc lại một lần nữa thì hiện tại thì bên em
vẫn đang xả giá là 1,1 triệu một con quản lý nguồn nha các bác. Đã bao ship về đến nhà rồi, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán xong, không cần đặt cọc và không cần đặt cọc bất kỳ một đầu phí nào cả. Các bác đã mua hàng bên em Tùng, các bác biết rằng là em trừ các cái thiết bị nặng quá ra thì bên em mới bắt cọc thôi. Còn nếu như mà các anh em mua các thiết bị nhẹ ở trong khoảng tầm dưới 3 cân thì kể cả có tiền chục, tiền trăm triệu thì em vẫn ship cho các bác anh em. Đấy. Và đây là DBX SV038 Plus, nếu anh em đang có nhu cầu liên hệ ngay theo số điện thoại bên em Tùng 0979629336 để có ngay cho mình mức giá hấp dẫn nhất với phiên bản quản lý nguồn DBX SV038 Plus vô cùng hiệu quả và rất là an toàn. Video của em xin dừng lại tại đây. Hẹn tất cả anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.